Cái câu nói này chưa chủ nhỏ hừ nấu đó. Hừ cái xí xí bấm. Ba má ba má má dính chùm. Hừ nói vậy còn nhỏ ừ đó đó đó. Thằng nào mà lại giỡn tao chút xíu là xí bấm. Thôi mời tất cả bạn nha. Mời bạn. Đàn bà bụng bự thì tan. Thì sang. Vậy đàn ông bụng bự thì sang. Ờ đúng rồi. Đàn ông bụng bự thì sang. Đàn bà đang bụng bự mua than để dành. Làm than không? Đừng coi rõ ràng. Bụng bự thì sang, đàn ông bụng bự thì sang, bạn bụng mình sang lắm bây giờ. Còn giờ ta nói khác. Đàn ông bụng bự không sơ gan cũng tiểu đường. Vậy ta hai bên không có rồi. Hai bên đó không có hả? Không. Hello tất cả các bạn nha. Hello. Mặt anh đủ. Hello. Sáng sớm thấy mặt mày là hỏi không có mùa sưng rồi đó đủ vậy. À, hôm nay ba anh em mình sẽ làm món ẩm thực ngon ngon không ngừng đuổi nha bạn. Anh em mình sáng có đi chợ mua hết ký gửi thịt bà gội rồi nè. Lát ăn bóc nha. Bây giờ anh em mình sẽ sắt cục thịt bà gội ra. Anh em mình sắt cục vừa vừa thôi. Anh em mình sẽ xiên vô cái gì? Cái thầm dông. Cái che. Cái che đi. Xiên vô cái che. Anh em mình sẽ ốp và anh em mình sẽ nướng nha bạn. Trời ơi lúc đó hương vị cái mùi hương nó tỏa ra. Wow. Trong cái cây nó ra rồi. Không cười nổi luôn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ sắc thịt ra miếng cục nhỏ nhỏ vừa vừa để anh em mình xiên qua cái cây để anh em mình nướng nha bạn. Mình đâm nước ớt bên này thì cụ đen sẽ đâm cái nước ớt để xúc thịt nha. Gồm có là hành tím, tỏi, tương ớt và ớt nha. Tôi cho miếng tương ớt coi. Đủ nè. Rồi bỏ miếng tương ớt vô. Còn bên đây thì mình sẽ sắc thịt nha bạn. Sắc thịt miếng vừa vừa thôi. À. Để cục tương theo nhìn tôi ăn luôn hết sức. Thôi mình tá chanh thì ăn đi. Đó chưa ăn đúng không ha? Ừ, nướng ăn chắc á khẩu luôn quá. Ăn cái mọc lỗ tai như ba con tròn vậy đó. Mình sẽ sắc miếng nhiều dừa thôi. Đừng bự quá trời. Dao bén vậy hả? Khứa em đứt hết trời. Thánh thần ơi, con heo này heo nái gì vậy? Dạ ít hả? Dao nó lột mơ. Mình đưa tay tao khứa lột không phải đụng với lột cái thẹn. Dao này tao nói là cắt cái đó không đứt á. Khứa nhát hết trời. Đây thịt mình đã sắt vuông vuông ra hết trơn nha bạn. Sắt cục vuông 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 hết rồi. Đi đi chợ mua hột vịt đấy. Chắc này nãy anh em đi chợ quên mua hột vịt. Phải mua 20 chiếc hột vịt nữa. Vì là làm thịt kho hột vịt luôn. Ăn luôn được rồi. Còn gì nữa đâu nấu. Tôi mới phát hiện. Làm gì? Nên cái mỏ bị dính gì hả? Tao người Nhật Bổn mà. Ông Nhật Bảo thôi chứ đầu lao. Tao Nhật Bổn mà. Thường người Nhật Bổn có cái chấm đây nè. Gì tao người Nhật Bổn nè. Cái này bị nhỏ nào cạp rồi nè. Qua bị sức màu như vậy. Thôi giờ anh em mình sẽ nêm vô cái nước ớt rồi nha bạn. Đây một ít bột ngọt. Bột ngọt dài hột đường. Ít thôi. Này vuột tay là cái phập luôn cái rồi luôn. Đếm ấy trời. Dài hột đường. Và muối cục. Dài con kiến nè. Và nước mắm. Vậy. Được vừa hả bác? Thịt nhiều không anh? Chứ mình nướng không nớp. Mình đâu để lâu đâu. Đây thêm miếng nước tương nữa nha bạn. Rồi quay đều lên. Quay đều lên rồi anh em mình sẽ ốp vô đây nha. Rồi anh em mình sẽ xiên vô cây que. Rồi anh em mình sẽ nướng trên than hồng nha. Trời đã lắm. Liếm không sao? Ngon lành. Liếm chắc sẽ tượng sinh bất tử luôn á. Rồi bỏ vô ha. Mình cháy vô nha bạn. Cháy vô đây. Ồ đã. Trời thơm dữ ta. Lát nướng vô thơm nữa. Thơm mới đầu vậy hả? Đây, đổi cái này, bỏ ra cầm vô liền. À, tôi trồng đầu cũng đẹp. Nè, cầm vô, cầm vô. Nè, nhìn nè. Rồi, cái này. Chọt, nó không vô. Chọt tốc độ á, mà chọt hai cái cây vô luôn nè. Trời ơi, cái chọt ở đầu vô, bánh thì vô với mọi đứa câu. Sao cái chọt mạnh? Ôi, xịt sữa, đầu vô. Đây, chọt cái nữa. Còn được chọt, mang lại đây ra, đừng chọt nó ra. Rồi cái con tròn đen nó sẽ trộn đều để cho cỡ 15-20 phút rồi anh em mình sẽ xương như que nướng nha bạn. Đó. Ủa cái này thịt kho hộp vịt tí ngon luôn chứ trời. Cái này là kho nữa rồi. Ốp xong rồi nè. Bỏ cả kho luôn. Bây giờ tôi không đi ra mua hộp vịt đi. Hộp vịt đang bên kinh nhóc lụm. Dạ. Đó. Được hả? Cần gì đi mua trời. Ồ bắt đầu để cho thấm nha bạn. Rồi anh em mình sẽ đem nướng nha. 2000 years later. Đây thịt anh em mình đã ốp nãy giờ lâu lắm các bạn, giờ nó đã thấm rồi. Bây giờ anh em mình sẽ xiên vô cái que này nha. Đã anh em mình đem lên nướng nha. Than anh em mình đã đốt tàn rồi nha bạn. Xiên vậy không sao? Xiên tâm liên đó hả? Xiên xiên sao cũng được chứ. Không biết xiên lũng không nữa nè. Biết xiên lũng. Đâu vậy hả con? Đâu vậy hả? Dạ đâu vậy hả?
Trời trời cái da heo nó dày dẻ trời. Hồi nãy chạy tới đây mà nó không đủ. Mà muốn chết đầu dưới cứ nghĩ chạy. Không lẽ đây mình có nè. Ở được xíu này ha. Nè, trời ơi đầu dưới à. Đừng xíu mới da. Ừ, vậy nè. Trời ơi, ngộ ơi, hàng xíu xíu mới da cứ cái mặt ra. Vậy đấy được rồi, tè đó xuyên tẹt qua là cái gì? Như xuyên da chi cho cứng mẹ. Đó. Trời ơi, đủ. Tự nhiên đi xuyên mới da mẹ cứ hết xịt ra. Ồ, tôi chống đi, tôi chống cái bụng luôn, lủng cái bụng luôn nè. Trời. Xuyên đúng bàn tay là sao vậy? Ui. Đây. Hai anh em mình đã xuyên hết những miếng thịt ba gậu vô trong cái que nha bạn. Giờ anh em mình sẽ để lên bếp than hồng anh em mình nướng nha. Đó. Thiết kế cái bếp con. Quay đều gớt thịt heo thật ngon. Quay đều tuyệt vời lắm nha bạn. Gớt xuống cái đẹp ui nó vậy nè. Ui ngon vãi. Em nha. Anh em mà quay khi nào nó chín đều cho nha bạn. Trời ơi nóng hết sạch rồi. Quay chừng nào gãy cây thôi nha bạn. Rồi ha. Nó nào gãy thì không trời. Thịt heo mà xiên que của này nướng ăn chắc bén lắm ta. Ngon lắm. Em lắm á. Biết sao bén không? Cái cây tre nó bén mà. Cái cây nó bén như đạn luôn chứ bây giờ vừa. Ừ để vô hỏng cái kéo thôi. Mới đưa thơm điện luôn tay. À. Quá. Không phải dạng vừa đâu. Dữ vậy. Không lắm luôn á. Nước chín nha bạn. Giờ anh em mình sẽ đem lên thằng hai sâu. Ta bị sướt. Sướt cái mía vậy. Găng luôn á. Trời bạn coi ngon nè. Thịt heo mà xiên que nướng thì quá đã, còn gì nữa. Là cái da nổ luôn đó bạn. Ồ. Gì ghê ông nội. Chạy gì? Chạy thoát tay quay phim không? Chạy cỡ nào? Chạy có tốc độ của Sonic không? Trời quá đã thôi. Giờ anh em mình sẽ đem lên mâm nha. Anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn thịt ba gậu xiên que nướng với anh em mình nha bạn. Trời ơi, thơm lắm. Đây các bạn ơi, anh em mình đã nướng xong hết trơn những miếng thịt xiên que của anh em rồi nha bạn. Quá đã luôn. Trời ơi nó thơm bạc dạ luôn. Anh em mình sẽ chấm với muối ớt chanh nữa nha bạn. Ai kiếm ông chấm kìa. Ba là kiếm tao này. Đi cho chấm đi. Trời ơi trời, mày nghĩ đi. Tao mới bị hắn thoát tôm hổ nên tao không bị ngu nữa. Cái đầu tao bây giờ ha, trả xuống phật đi. Tao biết mẹ mày chỉ cần nhóng dọn cái là tao biết mày chuẩn bị nhảy điều gì đó. Tao thiệt không giờ gạt tao nữa đâu. Tao nói cái này tao lanh lắm, hết rạp rồi. Bây giờ tôi nhóng cái ông biết nhảy đâu không? Nhảy cục tiêu quá. Lắc thích ra tao biết mà sắp chỉ xài nhảy bản gì rồi, bởi vì mà khó gạt lắm. Mà bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn thịt heo xiên que với anh em mình nha bạn. Đây có bà Sàm bà đang làm chăm sóc cho anh em mình, gọt dưa leo cho anh em mình nha bạn. Chăm sóc khách hàng hả? Sẵn rồi bà gọt tôi mấy trái hành luôn nha. Đấy. Để tôi nặng vô trong cái muối ớt coi. Gọt dưa leo cho mấy ông anh ăn nè, mấy ông bà anh. Bà chưa chào tất cả các bạn kìa. Chào các bạn nghe, tại máy quay nó chưa chẻ mình không dám nha các bạn. Đủ. Chào các bạn. Mình chào các bạn nha các bạn. Cái dao cục mũi rồi đó. Mình chào các bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ nặng hạnh vô trong cái dĩa muối ớt mình nha bạn. Đó. Trời ơi, nước dĩa hả? Trời ơi, cho đen. Cho thấy thèm coi vô trái nữa. Cứ khát luôn đó. Chơi kỳ không cắt luôn. Thơm quá. Thịt ba gậu này mình chấm nặng cục nha bạn. Mình đừng có xé hay là mình đừng có cắt nhuyễn nha cho mình cắn một cục cho nó chào đờm ra một cái ha. Mình chấm vô đó ha.
hay là mai năm sau đóng giỗ đã lắm, nước vô dưới cổ này rồi kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống. Các bạn thấy cái miếng da heo nó không, miếng bì đó nè, nó nổ luôn nè. Đó cái này mới ngon nè, chị dẻo dữ trời, làm cũng dìu luôn được nè, đậu dữ hả. Ờ làm cái cung bắn được luôn đó, thằng nữa sâu đó, chấm vậy mới đã đó. Đừng rồi đó ơi, đây chị khứa cho đây đưa ra mà sao. Ôi không dám rồi, bén quá tay bà bé quèo kêu ép rồi. Đừng bén, đừng bén. Dạ dạ. Cái tay bà xàm bé quèo kêu ép. Đây bây giờ anh em mình sẽ ăn bằng tay luôn nha bạn. Bóc. Trời ơi, oh yeah. Sao? Đã ngon cái trời vừa ăn với ta. Ngon. Má ai ớp ta. Thằng khùng nào á. Thằng khùng nó ớp ngon dữ ta. Thôi dạ anh em mà chấm đây cái nha bạn. Đây. Ủa. Quay. Đây, anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng ăn thịt heo ba gọi ba chỉ xiên que nướng với anh em mình nha. Ba má. Ờ ba má. Xiên bim ba má nó dính chùm. Vô nha bạn. Cái câu nói này chưa tụi nhỏ hừ nấu đó. Hừ cái xiên bim. Ba má dính chùm. Ừ nói nghe còn nhỏ ừ đó đâu. Thằng nào mà lại giỡn tao chút xíu là xíu mùm á. Thôi mời tất cả bạn nha. Mời bạn nha. Wow. Cái chè nó bén nữa. Có khi nào đứt cái lưỡi luôn ta. Vô bà. Ăn nguyên cục mới ngon. Cổ mắc kẹn. Trời. Á sẽ đem cố. Thịt nó vừa ăn ghê bạn. Nó thơm ha, nó ngọt béo, đã. Nói chuyện được. Tới chỉ được à, quá đã luôn. Chấm đây nha. Nướng vô đâu à? Làm miếng đi bà xàm. Thôi không ăn. Ủa trời. Vô bà ơi, mời tất cả bạn nha, mình mời bạn nha. Trời ơi, trời này táp cái phập nha bạn, nhìn mình táp nè. Ê, từ từ á. Thế hả? Đâu cái sao? Rồi cắn vô miếng thịt heo không? Nó dài dài. Cái nó mềm. Mềm của mỡ á, ngọt. Béo. Ngọt nó béo dữ đó. Béo tột đỉnh luôn. Cái món này giảm cân 100% luôn. Giảm chắc bạn thùng phi quá. Đó. Đây đưa vô tôi trang cho miếng làm sao? Hồi sáng á, mình ra chạy. Cây cu đang nói ông sao? Tôi có món này làm cho mang ông mau giảm cân nè. Nó làm món này cho ăn nè, giảm cân ghê luôn trời. Thì ăn mỡ không giảm cân được. Cái này món này ăn xong là vừa ăn mà vừa lăn mà vừa lết luôn, chứ hết giảm cân nổi rồi. Nó đùi quá hả? Còn cái da mình nghe nó nhai nha, nghe nó nhai của đang. Nè. Tà đâu có giòn mấy. Mấy miếng này nè. Vậy thôi chứ mình. Chấm nguyên cả luôn bạn. Đây nó chấm sao. Này nhìn giòn. Trời quất cùng cái ná hở trời. Hả? Ghê mát cả. Đây mà chạm cho miếng rồi. Đó, vậy mới giòn á. Món này whip với ta. Ngon ha. Rồi đó. Kèm thêm miếng dưa leo nha bạn. Mình táp cái bắp bên đây cái là mình quay táp cái bắp bên đây cái đó nha. Đây, mời tất cả bạn nha. Quất hết cục luôn nha bạn, quất chậm chậm nha. Rồi quay qua táp. Đã. Đứng chặt cái ông nội. Mình không chọc ra, không chọc à. Đứng chặt ra. Đã ngon ghê trời. Vô ba. Nhìn nào. Cái nào ăn cái miếng này mà cái lưỡi nó dính lại không trời? Điếm lưỡi trong đâu rồi nè. Trong này nè. Xíu lưỡi đây nè. Đã. Ngon lắm. Mới sáng có hai cục muốn ngá hở trời. Ngon quá rồi. Quá thì ngon rồi. Ngon lắm. Miếng này nè. Miếng ngon lắm. Gà dài nó cứng cứng mà nó ngọt. Anh em mình nướng chín từ trong ra ngoài các bạn. Từ ngoài vào trong luôn đó. Ra nổ luôn nè. Món này gọi món gì? Thịt ba chỉ xiên que nướng. Lâu dài dữ hả? Hả? Cái gì? Ta phải đặt á. Thịt ba chỉ, ba gọi, ốp, nướng. Vậy, thịt ba chỉ, nhiều mỡ, xiên que, xiên bằng cây tầm dông. Ướp với tỏi, hành, nướng. Nó có kèm dông mới được hả? Nên tránh các bạn không biết kèm dông là cái gì. Đúng rồi. Xiên kèm dông nướng được không? Đúng rồi. Ok. Hai quay xiên kèm dông nướng được à. Rồi đó thì mấy cây tầm dông này nọ đeo đầu là rồi đi luôn á. Ngào ăn nhiều quá bị nợ nhiều đầu cũng đi luôn á. Quốc hai cục kinh quá đã luôn trời. Tạm cục nữa nha bạn. Tính ra anh em mình nãy giờ chưa ăn được sâu nữa. Chưa được sâu nữa mà muốn no rồi. Nữa sâu cũng nhiều. Mới ăn hai cục mà cục bự nữa nha bạn. Mấy thằng thấy ở trong cái máy quay thấy nó nhỏ vậy. Thật sự mình cắt cục chà bá nữa.
Sáng mua ký gửi mà cắt được cái mấy cục rồi nè. Nãy phải biết để lại mới à. Chi vậy? Hộp vịt đủ. Ngon lắm á. Nãy tới chạy bờ kinh lượm số hộp vịt vô kho luôn rồi đó. Ông cũng giống hệt hộp vịt đó. Đâu ra đó chậm nè bạn. Đây, mời mời tất cả bạn nha. Im lắm. Vô bạn. Tự nhiễu yếu chịu hả? Ủa giống ăn kem chứ trời. Sao mà kẹo hồ lô trời. Nhóc quạt hồ lô kìa. Hồ lô đây. Đậu hủ núi nè. Thì chết trời. Cái da bì của nó ha các bạn. Giòn. Đó. Cái lớp mỡ của nó mềm béo. Ngon. Thịt nạc ngọt thơm. Đủ vị hết. Đúng rồi. Quá đã luôn. Các bạn muốn anh em mình làm kẹo lô các bạn bình luận dưới các bạn. Kẹo lô thịt ha. Ăn thử á. Kẹo lô thịt nạc hả? Bằng trái cây gì á. Làm kẹo lô thịt bà gọi. Cái này mà có một dĩa bún các bạn. Bún phòng á. Các bạn xách vô đeo diễn vô. Bún cái cái bỏ này lên. Quất cái chai nước tương lên, quất cái cũng tới chỉ nữa. Có dĩa coi bạn còn ngon hơn. Đó bài đặt là bún thịt có nướng. Liên qua nướng bằng cái tầm dông. Phải có tầm dông mới được nha. Cô đang ở này đó phải có tầm dông mới được. Ở đầu quý trời. Mới thơm. Miếng thịt nạc này quốc mới ngon là nữa nè. Đây vô bạn ơi, mời bạn nha. Ông chưa hết hả? Chưa, tao mới có ba cục, chưa hết ba cục này, mày hết ba cục hả? Nè, còn dữ vậy. Nữa. Ngon quá trời luôn mà. Hồi mốt khi nào tôi lăn. Ông mày thấy cũng mập mập. Mày bằng đó. Tao thì mày nghĩ là tao bằng ai? Tao chỉ hỏi nhiêu thôi, mày bằng tao và tao bằng ai? Ông chắc giống ông gì? Không ngờ, miêu mập bên nước ngoài đó. Chắc ở đó à, cho mấy cục cái ông miêu mập mà cũng khủng đồ xanh đó. Áo phim đó bên nước ngoài á. Không rõ à. Mày mày bằng tao với tao xong luôn đó. Gì nữa không anh? Mình tình thương mến thương đi. Tình á đâu. Thấy mày không tình được đó. Ờ chấm miếng này leo quất cái cho bạn, mời bạn nha. Ờ miếng da con đen quá à. Ngon. Ê, da heo. Bị. Da heo da tôi đâu? Miếng bị. Coi chừng nha. Đó. Chừng đứt á. Trời ơi thịt đi vô cái lưỡi để lại. Trước sao họ không máu không chạy luôn á. Trong thằng đầu chắc chết luôn á. Cái hồng máu không chạy tét luôn á. Nghe đó trời. Hết dám ăn luôn. Mẹ thấy cầm trong bé. Trước cái tét cái lưỡi đứt cầm hai. Đầu. Đem vô xào giấm luôn xuống ngon đã. Nghe ghê hả. Vô bà nguyên miếng mới đã. Muốn chơi trò chơi đi. Mấy ông lấy cái che mấy ông thuộc. Cạp nách, đập mới để vô nách cái có tẹt. Đúng quá. Đúng quá kéo mới đã. Thì ơn trời, nó bày nhầy ra đỡ một cái hết muốn ăn ba cái ba gội luôn. Bởi mình nào mà con bé nó sặc cập mình cười qua mình như hướng nào mà không sặc trả đâu vậy. Phun tùm lum cho con bé nó chưa ăn. Hồi này nó cứ chập hoài. Thịt ngon mà cứ chập hoài hồi sặc ké luôn bây giờ. Nó sặc được luôn nè. Từ thôi. Đủ quá ngon dữ trời. Quốc lặng cục không trời. Trên trăm trăm không ta. Mỗi lần đi đám mà tiệc gì á, đưa rượu nó uống nó chiên ông đền. Còn thịt nó chơi trăm trăm trời, chơi cạn ly dưới không thứ nào chịu nổi ta. Cái cục thịt nó vô họng nó chịu không nổi luôn biết. Quá các bạn. Còn sau này mình sẽ mình như cô đen sẽ làm thêm hàng nửa sau này nữa. Còn lại hai sau này thì sẽ để bà Sạm sau và quay phim sau các bạn. Thôi để hai sau bự này cho bà quay phim và bà Sạm đi. Hai anh em mình sẽ ăn sau này. Sau nào? Bạn sau lông không? Là bên que này nữa nha bạn. Trời ơi trời. Tước ra ăn đi mấy ông coi mấy ông ăn thấy sợ đứt cái họng quá. Ghê quá hả? Đứt cái họng mới ngon. Mười dao coi chị cá. Cầm cô đen. Chị gọi. Cá chị cá. Chị cá của tao á. Dám nhận. Chị cá tao đó. Đây mình vuốt này cả cả nha bạn. Rút ra các bạn coi. Đó, chấm nè. Rút ra đi, đừng đen rồi, đừng ăn, chị sợ đứt họng. Đây, mời tất cả các bạn nha. Rút ra nha bà. Rút ra chị chạy. Tôi không muốn ăn tương ớt đâu. Còn nóng hổi luôn nha các bạn. Còn ngon lắm. Cái này các bạn nướng kiểu này nè, các bạn nhớ ăn nóng mới ngon. Vô bạn. Ủa sao này giống chao dữ trời. Chao gì ông nội, muối ớt chanh đường. Muối chanh đường, nước đá. Giống chao với xìu á. Chao á đồ mày. Nhìn mặt mày giống hủ chao á. Chén nước chấm tay về nó chao á đồ gì vậy. Nhìn cái mặt mày giống y chang hủ chao luôn á. Đây mời tất cả bạn nha. Quốc cá nữa nha bạn. Quốc hết cái này luôn nha. Ngon quá. Ông giảm cân đâu không thấy. Thấy ông giảm mỡ. Ông ăn ít thịt rồi. Không, ông giảm thịt. Mình giảm cân lắm rồi á. Giảm thịt. Vậy thì giảm rồi á.
tối nào cũng tập thể dục nha bạn, tập dữ lắm, tập đêm tập ngày, tập trong khi làm việc quá. Cưng chạy vô 8 giờ mấy nó chạy lên mấy chạy bộ đó. Tập cái đại nha. Chạy chừng 10 phút à. Không chú rồi. 5 triệu được rồi. Ngày tập nhiêu đó nhiều lắm rồi trời. Chạy là có chạy là mừng rồi. Mày nghe một ngày không có ăn bao nhiêu vitamin cho người tập nhiêu đó được rồi. Tập chi cho nhiều quá đủ vậy hả? Ngày chạy 10 phút mà ăn hết 2 kg rưỡi là mỡ heo rồi. Một ngày mình tập 10 phút mà một năm mình tập mình biết bao nhiêu phút không? Năm hả? Ừ. Ngày 10 phút. Năm 365 ngày. Tập với thành người Nhật luôn hả? Biết giấu gì không? Chạy tốc độ cao quá giảm xuống kìa, mặt chứ sạc cái máy chạy bộ quá. Ghê hả? Dạ lên thành vậy. Trên tốc độ mà chạy cỡ chừng 7-8 km trên giờ á, xong cái chạy không có kịp. Cái mặt cà giống như cái máy chạy bộ dở là gì luôn. Thằng Nhật luôn. Tên là chưa sức môi á. Ừ, sức môi ăn đã luôn á. Xích cái hàm răng nữa mới ngon á. Nói chung là món thịt anh em mình làm ngon lắm á. Ngon lắm nha bạn. Mà tại vì nãy anh em mình sắt cục bự quá. Một cứ ký thịt ký gửi thịt ba gọi mà anh em thì sắt được có 4 xâu. Đó các bạn biết cục nó bự cái nào đó. Mở dẻ hả? Mà không mà kẹp hộp vậy? Không thấy được miếng thịt nào luôn vậy? Kẹp hộp vậy? Mở không hả? Nè các bạn thấy mở không? Cô đang kẹp hộp với trời. Vô ba. Vô miếng nào thấy ngon ngon trời. Thế nào? Gấu đi sao không thấy ai gấu cục nào chưa vậy? Ta đang ta giảm cân. Ta ăn vậy nè gấu chi? Ta đang giảm cân á, mày mới ăn được những cục đó đó. Nếu tao giảm cân nãy không có cô đâu bè đâu. Ta hết rồi. Không, mình ráng cố gắng các bạn. Mình sẽ ráng giảm mỡ, không biết mình sẽ giảm thành công nữa nè. Chứ thấy cái bụng mình càng ngày càng bự là thành công rồi đó. Càng tính đáng mười ngày đó. Đàn bà bụng bự thì tan. Thì sang. Gì? Đàn ông bụng bự thì sang. Ờ à, đúng rồi. Đàn ông bụng bự thì sang. Đàn bà đang bụng bự mua than để dành. Nằm than không? À, coi rõ ràng. Bụng bự thì sang, đàn ông bụng bự thì sang, bạn bụng mình sang lắm à, có vợ đâu. Giờ tao nói khác. Đàn ông bụng bự không sơ gan cũng tiểu đường. Vậy tao hai thành không có rồi. Hai bên đó không có rồi. Không. Vậy tao hai thành không có rồi. Hai bên đó không có rồi. Không có, tao không biết không có. Trời ơi, tháo hai nó thăm làm gì có ông nội. Dạ. Ừ. Hai bệnh đó chắc cũng không có rồi. Tao chỉ có bệnh máu nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu vậy. Có bệnh đó à. Mỡ xâm nhập tim. Gần mạnh. Ngon quá. Giờ này nó còn hẩm hẩm nha bạn, còn nóng, còn ngon á. Nhưng mà anh em mình ăn nói chung là tiệc tỉnh cũng phu, nãy giờ anh em ăn 4-5 cục cũng đậu hư lự luôn trời. Nhiều lắm luôn. Mặt à. Thôi bây giờ anh em mình xin kết thúc clip thịt heo ba gọi ba chỉ xiên que nướng tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thấy cái món này hấp dẫn thì các bạn nhớ dành tặng cho anh em mình một like. Và các bạn nhớ chia sẻ clip giúp anh em mình. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình có động lực làm thêm những clip tiếp theo. Còn bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào các bạn. Bye bye.